Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái bộ tiếp, một phần 2 của King Tony. Thì cái bộ tiếp này sẽ có mã hàng là 4308MR ha. Thì đây là một cái sản phẩm của King Tony nằm trong cái hộp cắt tông như thế này, và sẽ nằm trong một cái hộp thiết. Và như các bạn nhìn thấy thì đây là một cái hộp thiết rất là đẹp của King Tony màu đỏ. Trên cái hộp thiết sẽ có in nổi cái chữ King Tony nhé các bạn. Vì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong cái hộp. Thì bên trong cái hộp đầu tiếp này sẽ có tất cả là bao nhiêu chi tiết các bạn không? 8 chi tiết ha. Thì đây là 8 cái đầu tiếp của King Tony. Sản phẩm rất là đẹp. Đây, các bạn nhìn thấy cái sản phẩm phần dưới này là 1/2 các bạn. Các bạn gắn những cái cần 1/2 vào. Ở trên này thì là nhiều quy cách size cho các bạn sử dụng. Trong cái bộ này thì có 8 cây ha các bạn, 8 cái đầu tiếp thế này. Các bạn nhìn thấy cái miếng ron bên ngoài này là của King Tony, cái miếng cao su các bạn quấn lại bên ngoài. Các bạn chú ý sản phẩm của King Tony, cái miếng cao su này là bằng cao su, không phải là bằng tem nhãn dán lên. Các bạn chú ý những cái sản phẩm bằng tem nhãn là không phải của King Tony. Rồi thì các bạn sẽ xem cái sản phẩm bên trong sẽ có những cái đầu tiếp gì, thì mình sẽ nói cho các bạn. Ở đây cái sản phẩm đầu tiên là một cái đầu tiếp 12mm các bạn. Các bạn nhìn thấy rõ những cái sản phẩm người ta gia công rất là đẹp, rất là sắc sảo. Rồi sản phẩm thứ hai là 13mm. Cái số 3 là 14mm, cái số 4 là 17mm, cái số 5 là 19mm các bạn, cái số 6 là 21mm, cái số 7 là 22mm ha. Và cuối cùng là cái số 8 23mm. Và sản phẩm tất cả đều được đặt trong một cái hộp thiết này. Ngoài những cái size trong cái hộp này thì các bạn có thể tìm mua mình những cái size khác theo nhu cầu của các bạn ha. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái hộp sản phẩm như thế này. Những cái size lẻ khác các bạn cần size nào thì các bạn cứ có thể yêu cầu mình báo giá và sẽ cung cấp cho các bạn. Sản phẩm đơn giản nằm trong cái hộp rất đẹp và tiện các bạn mang theo cất giữ. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên mình, số điện thoại hiển thị trên màn hình, hoặc truy cập vào website www.web.com. Xin lỗi, www.đồnghesuochua.com. Chúc các bạn nhiều thành công trong công việc và cũng như trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn.